Chào mừng anh em đã trở lại với Hack Channel. Và lúc trước video khi mà mình unbox con S20 FE mình đang có đây nè, thì mình có nói là chúng ta sẽ test thử hiệu năng con FE này khi mà nó được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 865, rất là mạnh mẽ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho nhanh nào, nóng thôi. Hiện tại sản phẩm tại H5 Mobile đang có ưu đãi lên đến 4.500.000, giá sản phẩm chỉ còn 10.990.000. Thời gian khuyến mãi sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 và số lượng có hạn, nên mọi người hãy nhanh tay lên nhé. Ok, và ở đây mình cũng đã chuẩn bị 3 tựa game mà mình hay chơi nhất, và nó cũng gần như là những tựa game mà nặng nhất hiện tại ở đây. Đó, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng PUBG Mobile nhé. Và thôi, PUBG thôi. Chị bo nào. Ok, mình đã kết nối wifi và mình đã vô rồi đây. Đợi mình một tí, mình sẽ show thiết lập cho các bạn trước ha. Chúng ta cũng sẽ mở loa lên để coi thử là khoảng 50% đi. Mình sẽ để khoảng cách gần như thế này. Và môi trường xung quanh nó không quá ồn. Hãy coi thử là loa này đáp ứng được hay không. Ồ, khá ok đấy chứ. Ok, quảng cáo rồi. Okay. Mình sẽ show thiết lập cho mọi người coi trước nhé. Ok, sau một khoảng thời gian lay quay thì mình cũng đã tải được chế độ đó là Ultra HD về cho mọi người. Mình sẽ để là cực cao và là như thật. Mình sẽ tắt luôn cả cái chế độ là tùy chỉnh cái khung hình FPS á. Khi mà nó giật nó sẽ giảm khung hình, mình muốn nó giữ nguyên luôn. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Vô em ơi. Ok, các bạn có thể thấy là hiện tại nó rất là mượt. Phải gọi là nó rất là mượt luôn. Đây, đó. Hình ảnh cực kỳ sắc nét mà mình di chuyển nè. À, mình đang bị kết nối lại với wifi. Wifi chán thật sự. Ok. Phong ơi, lấy mang cái điện thoại đi để anh phát wifi đi. Để cho nó ổn định một tí. Thank you em. Cưng mà. Bộ đồ này PUBG tặng anh á. Mặc đồ trắng trắng cho nó nổi, dễ bắn. Mình theo thằng số 4 á. Ok, độ sáng mình đang để là 100% luôn nhá. Nhưng mà có vẻ với con mắt của mình hiện tại thì nó hơi tối một tí. Chắc có thể là do game. Rồi, chúng ta thả máy xuống và đợi đồng đội nhảy thôi. Ê chà, Meta Replay à? Meta Replay thì khá căng đó. Mọi người có thể thấy là mình chuyển cảnh, mình kéo cảnh đi rất là mượt. Phải gọi là rất là mượt luôn, rất là ấn tượng với cái màn hình này nữa thì nó cực đã, 120Hz mà. Đó, những chi tiết nhà ở phía dưới này nó được hiển thị khá là ok chứ nhỉ. Wow, đây là đồ họa Ultra HD nhé. Con này vẫn có thể cân một cách rất là dễ dàng. Chip 865 mà. Ê, nó chưa nhảy nữa lâu chứ vậy. Chạy thôi mấy đứa ơi. Mà nó chạy hả? Game này bộ chơi kỳ vậy. Nó bắn anh kể. Ồ, nó bắn được một đứa rồi kìa. Lâu quá nó không chơi. Khá. Ồ, nãy giờ không giật một tí nào luôn ấy. Con này chơi được quá ta. Được thật sự, mà con đáng giảm giá nữa chứ. Giá chỉ trong khoảng 10 triệu thôi. Nếu các bạn mua từ ngày hôm nay tới ngày 19 tây. Bây giờ thì mình đi giết người đây. Không thoát được đâu con trai à. Ờ, nó giết rồi. Ừ.
Anh đi qua đây, anh đi qua đây. Chết mồ, anh lạc đường rồi. Bên anh có người, bên anh có người. Má giống như bắn boss vậy. Chắc là boss rồi. Chứ sao nó bắn dở gì được. Qua đây, qua đây. Chết rồi, qua không kịp rồi. Nó đâu vậy? Rồi xong luôn hai ông. Và đó là tựa game đầu tiên mà các bạn có thể thấy là nó cần rất là nhẹ nhàng, chạy cực kỳ mượt mà không một chút khó khăn luôn. Thì tới tựa game tiếp theo, đó chính là Honkai Impact, một trong những tựa game mà lúc nào chúng ta cũng phải có. Đây, ok. Đối với những con máy như là chip Snapdragon 720G đi, thì các bạn thấy chip đầu 7 nhưng mà nó vẫn không chạy mượt được cái tựa game này. Thì liệu với chip đầu 8 như là 865 này, một con chip ra chắc cũng được 5, 2 năm gì đó hả? Đấy, thì nó có chạy mượt được hay không? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Và vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ thu thiết lập trước. Ok, đồ họa mình sẽ cấu hình nó cao nhất có thể. Cao, 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 ok, 60, 60. Ok, đây sẽ là cấu hình cao nhất. Lưu lại, đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thử nào. Tiên thì... để mình lựa một cái gì đó đi, coi thử. Mình sẽ test nhân vật thử đi. Đây rồi. Ok. Đây, các bạn có thể thấy là hình ảnh cực kỳ sắc nét và rất là đẹp. Khi mà con rồng đáp xuống không hề có giật một tí nào luôn này. Đây, mình né chẳng hạn. Rất là nhiều hiệu ứng xung quanh nhưng mà máy vẫn cân rất là mượt. Quẻ rồng không? Rồng không? Thêm. Yeah. Ok. Đây, đây là lúc nhiều hiệu ứng nhất các bạn thấy. Đây, cực kỳ mượt. Wow. Khi mà chúng ta tung những cái đòn anti như thế, cái kiểu thì có rất là nhiều hiệu ứng xung quanh như là tuyết hay là cái cánh hoa bay ra, nhưng mà nó vẫn chạy rất là ok. Đây. Sao trâu dữ vậy? Đây rồi. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Mày không tìm thấy được đâu con trai à. Chút nữa thôi, chúng ta sẽ full combo. Đấy rồi. Henshin. Chạy đi đâu hả con thình ghê. Con thình kia. Chết rồi, hiện tại mình chưa đủ mạnh để đánh con này rồi, hết thời gian rồi. Không sao, mình chỉ đang test thôi mà. Sai hợp sao?
Ok, mình đã chết rồi. Thôi, mình sẽ tạm dừng ở đây. So với lại tự game PUBG lúc nãy á, mình chơi khoảng một thời gian đó thì mình không cảm thấy được cái nhiệt độ tăng lên. Nhưng mà đối với tự game này, chúng ta đã có một chút nhiệt độ trong khoảng quá trình mình chơi từ đầu tới giờ. Nó sẽ hơi nóng ở phần này một tí. Nhưng mà là do mặt lưng được hoàn thiện bằng nhựa, chúng ta sẽ không tích nhiệt quá nhiều. Và cái cảm giác cầm các bạn chơi vẫn rất là thoải mái. Đấy. Alo. 1, 2, 3, 4. Alo. Ok, và tựa game cuối cùng chính là tựa game nặng nhất trong ngày hôm nay và cũng gọi như là nặng nhất hiện tại luôn, đó chính là Genshin Impact. Đây, mình cũng đã test con này trên con chip đó là Exynos 990 ở trên Note Ultra 20 và các bạn có thể thấy là nó khá là vật vã để mà chạy mượt cái tựa game này. Còn ở trên chip 865 của chúng ta thì thế nào? Ok, mình đã vào game rồi đây. Và tất nhiên, đầu tiên chúng ta phải đi đó chính là thiết lập cấu hình cái đã. Đây, mình sẽ để cấu hình là mặt cấu hình tối đa. Nó mặc định nó sẽ để là ở trung bình, nhưng mà mình sẽ để là cực cao. Mà cực cao có vẻ không ổn lắm. Mình sẽ để 60 FPS luôn. Chúng ta sẽ đầy cái thanh quá này luôn. Khi mà các bạn chơi game á, các bạn thiết lập á, thì cái thanh này càng ở mức tôi gọi là màu xanh lá đó, thì nó sẽ càng tốt cho thiết bị của bạn hơn, các bạn sẽ chơi mượt hơn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Quá cao, kệ nó, chơi. Đó, mình sẽ nhận một tí quà nhé. Nhận hết. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu bằng việc là đánh ở ngoài thế giới mở thử coi sao. Đây, mặc dù là để cực cao mà các bạn có thể thấy là mình kéo bản đồ cũng khá là mượt đúng không? Còn khi mà chúng ta gặp quái thì mình cũng chưa biết. Ok, dịch chuyển cái nào. Một chút âm thanh. Mình đang ở 60-70% rồi. Ok, còn bây giờ thì mọi người có thể thấy là nó đã giật nhẹ một tí khi mà chúng ta chuyển nhanh như thế này. Đó. Và nếu như các bạn chưa biết thì lúc mà mình test ở trên con Note 20 Ultra là tựa game này mới ra, và nó cũng đã được khoảng là nửa năm rồi, thành ra là nó đã có rất là nhiều update mới. Có thể là nó sẽ nặng hơn ngày xưa cũng tương đối đúng không? Ok. Theo mình thấy thì nó vẫn có thể kham được khá là ổn, nhưng mà nó sẽ không ổn định. Đấy, nó sẽ có những lúc giật lắc nhẹ như thế này. Nó không giật quá nhiều đó, nó chỉ giật nhẹ như thế này thôi. À không, tính ra thì nó cũng không giật nhẹ lắm. Nó bị rót khung hình xuống và nó lên lại liền. Đấy. Nhưng mà chơi vẫn rất là ok, vẫn rất là mướt. Hình cực kỳ đẹp, hiệu ứng chắc. Đó, đó là chúng ta đánh ở ngoài. Thì thường đánh ở ngoài nó sẽ gọi là có nhiều chi tiết hơn và nó sẽ ngốn nhiều tài nguyên của chúng ta hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy thử vào một cái bí cảnh nào đó đi. Nó sẽ ít lại và chúng ta có thể chơi mượt trong một cái bí cảnh nào đó không? Khiêu chiến cá nhân. Ok, mình sẽ để đội hình vậy luôn. Vô chơi, nhanh mà. Đó, để coi thử là khi mà chúng ta vào trong một bí cảnh thì không có nhiều sự tác động của môi trường xung quanh, nó sẽ chạy mượt hơn hay không. Này. Bước đầu tiên là mình thấy là khá ok đấy, khá là mượt đấy. Đấy, cái việc các bạn đổi người cũng rất là nhanh chóng. Thì giờ mình thử lắc nhẹ đi. Nó không có giật như khi mà mình chạy ở bên ngoài. Có thể là bên ngoài do mình loát cảnh chưa xong thì sao. Hiện tượng nóng lên đã bắt đầu xuất hiện. Ngay từ lúc mới vào cho tới giờ nó đã bắt đầu ấm ấm lên. Như lúc mà chúng ta chơi Honkai được một chút thì nó mới ấm lên như thế này. Còn ở đây chúng ta mới vào có chút xíu mà nó đã ấm lên rồi. Chà. Bắt đầu nào. Trong này vẫn hơi giật nhẹ nha. Nhưng mà nó sẽ ít hơn bên ngoài. Phải công nhận là nó khá là mạnh thiệt. Ok, còn bây giờ mình sẽ thử sử dụng kỹ năng nộ xem sao. Đó, nó sẽ cực kỳ nhiều chi tiết xung quanh lúc này. Bạn có thể thấy đây. Sẽ hơi giật một tí.
nhưng mà nó vẫn đúng như mình mong đợi, vẫn rất là ok, rất rất là mượt. Nhựa chất. Một sách vàng. Được lắm. Phải như thế. Đó, các bạn có thể cảm nhận được rằng là con chip này rất là mạnh mẽ. Nó có thể cân cái tựa game này, nhưng mà không phải là ở mức cấu hình tối đa như thế này. Chúng ta vẫn có thể chơi cái tựa game như thế này. Chờ mình một tí. Chúng ta sẽ vào phần thiết lập hình ảnh khi mà chúng ta để ở chế độ cao thôi chẳng hạn. Cao nó vẫn... Thôi thì chúng ta để trung bình thôi, nhưng mà 60fps. Đó. Thì mình nghĩ đây sẽ là thiết lập hợp lý nhất cho con chip 865 hiện tại. Nó sẽ mượt mà trong mọi thao tác, các bạn chơi game cũng ok hơn. Và bị một cái là nhiệt độ nó lên cũng khá là ghê khi mà mình mới chơi được có chút xíu. Tựa game này nó nặng tới vậy sao ta? Ok. Ok, và trên đây mình đã test nhanh cho các bạn ba tựa game mà không phải là dạng vừa ở thời điểm này. Nó khá là nặng về đồ họa đúng không? Và các bạn có thể thấy là nó trình diễn cực kỳ mượt. Tựa game là nó cũng cân tất cả cả. Vậy các bạn thấy sao về hiệu năng của con S20FE này? Thì hãy comment phía dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like, share và subscribe. Đón chờ video tiếp theo. Mình là Nguyên và tạm biệt mọi người. Con này mà 10 triệu là ok lắm á.